Thử cái máy trà lúa đa năng nha bà con, là đổ một lần một ga gạo luôn á. Có cái là chấu thành cám luôn thôi chứ không lấy chấu riêng được. Đời này thì chấu cám là chung luôn rồi đó, chỉ có tách tấm ra thôi, tách thôi nha. Nào to nhất.